Rồi, chào các bạn nha. Ba mình cũng đang ấy mấy cái vỏ cua mua cua rồi các bạn. Đi đặt lợp cá bóng. Mấy lợp này lúc trước mình mua á. À, cua này chuyển qua gửi bà nhà vợ mua giùm á. Giờ cua mắc lắm mà gì, chỗ mình mua mắc lắm, có lúc 80, 90, trăm mấy cũng có nữa. Bây mua mấy cái vỏ cua vậy nè. Về mình đặt lợp cá bóng đỡ tốn tiền ha. Chứ mua cua đặt chịu không nổi đâu, với lại chỗ mình giờ cá bóng nó cũng ít nữa. Nếu mà mình đặt kiểu mà mua nguyên con mình đặt á là cái nước lỗ sặc máu á. Mình lỗ không nói chứ không có cá bóng luôn. Đó, mấy cái lợp này mình mua lúc trước rồi bị hư hết mấy cái à. Rồi bữa lúc trước mình đặt gắn mối á, mình chưa có làm bẫy, mình đặt gắn mối mình cho gắn nuôi mình ăn á. Rồi mấy con mèo nó cắn banh hết 2-3 cái. Cái lợp này cũng giờ cũng tốt chứ. Mà loại này không tốt bằng loại tự làm nhà. Hồi xưa mà mấy chú bác mà lớn lớn tuổi á làm đẹp lắm, rồi chắc lắm, làm cái cọng tre này nè. Bự bằng nhờ cái đầu đũa vậy đó. Bởi xài lợp lâu nào lâu lắm biết nhiêu năm mới hư nổi. Mấy lợp này đa số là tre, lợp chợ, tre non. Vậy nó không được ngon lắm. Này lợp tép cũng có mà chỗ mình giờ tép nó cũng còn nhưng mà ít. Cá bóng cũng vậy, giờ người ta đăng với người ta đặt 12 cái ngục á, ký cũng hết. Hôm nay mình với ba mình đi đặt thử coi sao. Lúc trước mình cũng có đặng lần rồi mà dính ít quá mình không có quay. Mà kệ thôi, lần này ít hay nhiều cũng phải đăng lên cho các bạn xem cho vui. Tại vỗ mình cá giờ ít lắm, không được nhiều như hồi xưa. Cái này như nó bị hở các bạn, nó ra được không? Lấy ngồi lấy cái kẽm luôn xìm qua không sợ nó ra được. Này 2 4 2 4 có 7 cái hả bà? Hôm qua nói còn 2 cái gì nữa mà. Cái này phải còn, nếu con nhớ là như con mua tổng cộng là 11 cái không ta? 9 cái đó, còn 2 cái nữa, 9 cái đó, còn 2 cái hư đó. Ừ, 2 cái ngoài không đang để ngoài nữa hả? Cá là chụp rồi đó thì nó không nhỏ. Sợ tép á, nó ra ủng. Là còn có đâu? Có, lúc trước con đặt có mấy con không? Ừ, 2 con. Giờ vào mình cũng ra làm sao lấy 2 cái nữa nè, mấy cái vỏ cua nè. Ờ, mấy cái vỏ cua nè. Mua vợ mình vừa qua nhà bà già mua, bà gái không mang chúa mình á, bà lấy về chắc chịu, giờ nó hôi quá trời hôi luôn. Cái này để vô tụi anh còn hôi dữ dằn nữa sao dám để. Tính mua đá về để mà thôi, nghĩ thôi để sáng nay ba mình cũng đặt luôn rồi thôi. Cái này mình định đặt chấm lương, thêm chấm lương nữa nè, lấy chấm lương nữa. Mà bây giờ nước nó kém quá mà đặt chấm lương nó không có chạy. Để nào nước gông á, lớn á, mình đặt nó chạy hơn. Đây là buổi sáng. Sáng bữa nay dẫn các bạn ra sau vườn mình tham quan chơi cho vui. Ê, đại, bạn biết cái này là gì không? Chỗ mình gọi là ốc ma. Con ốc này nè mấy bạn, đặt chấm lương nhạy dữ lắm, nó tanh dữ lắm, nhớt lắm, đặt chấm lương nhạy lắm. Mấy mỗi lần mình đặt chấm lương mình kiếm ốc này mình đặt nè, mà lúc đi kiếm thì thấy được có 2-3 con à, mà lúc mà không cần nó kiếm thì thấy hoài à. Ốc nó đặt chấm lương nhạy lắm, nó nhớt tanh dữ lắm. Bữa nay nhà mình cũng cắt ổi nữa, ba mình đi đặt chút xíu cũng đi cắt ổi. Ổi tới ngày cắt rồi, thường thường 8 ngày cắt. Trái chầm bá luôn. Đây là cái bẫy dao chảo nè, mình để chuối với ớt trên đây nè. Ở đây có 4 cửa, mình kẹp vô đây nó đậu lên đây là nó đập xuống, đập xong con mình nhốt luôn xuống dây được. Rồi mình đập, mình làm tiếp, mình làm con mồi nó kêu con khác bay lại tới mau lắm.
sáng dưới quê sương, sương còn quá trời sương, không khí trong lành rồi sáng chuyển mưa rồi. Anh quay các bạn xem, mới sáng sớm là chuyển mưa rồi nè, đó em thật lùi à. Quá trời luôn. Chỗ này là trước cái mương á, ba mẹ lắp khoảng 7 năm nay à. Mương bự lắm, dài ra tốn sao luôn, mương bự lắm, mà tại lắp cát á nó cũng lúc đó cũng tốn tiền lắm. Làm lắp mương cho nó cái vừa mình rộng hơn, mình trồng cây trái được nhiều. Tại xưa là cái này đất ruộng, bởi làm mương đắp hai bên các bạn, vườn thì không có nhiều chứ mà mương thì nhiều. Ồ, chim sâu à, đậu trên độc dừa à, đậu trên cây dừa. Cái xoài này trái cũng hết rồi, mày mau ra lắm, cả 2 tháng nữa là trái ra nữa. Đây cái này là nhãn xuồng nè, hồi xưa nhà mình trồng nhãn xuồng hết luôn, nguyên vườn luôn á, mà sau này trồng thời gian nó không có năng suất á, thôi ba mình cũng đốn, cũng trồng ổi. Đây nè, cái này chín nè, thử luôn hè, mời các bạn nha. Ngon quá. Ổi, ổi này ổi nữ hoàng, bán có giá hơn ổi Đài Loan, trái nó ít hơn nhưng mà nó ăn ngon hơn, ít hạt lắm. Rồi giờ mình với ba mình đi xuống sông mình đặt thử mấy cái này coi. Rồi mình với ba mình ra ngoài sông nè, ra ngoài đường nè, đặt mấy cái lọc cá bóng. Đâu ba? Bỏ này hả, đặt ngược vô hả? À. Như đó đủ không? Ba lấy ba cái đủ không? Ba mình cũng đặt từ đoàn kia ngược lại. Nước giờ đang lớn lên nè. Cái sông này làm nhà đi thẳng chạy thẳng ngoài là ra ngoài cầu Mỹ Thuận á. Có bạn nào ở gần đây không? Biết đường này không? Cái đường này chạy thẳng ngoài là ra chợ cái tàu á. Là ra cầu Mỹ Thuận, mình đi đường đi bên phải ra cầu Mỹ Thuận. Rồi trái là đi An Giang chỗ đốc rồi nữa. Gầm cống nữa. Ồ, nguồn chú già. Quá đã. Dài ra. Bắp chuối nữa. Cái bông này lúc trước đẹp lắm mà giờ nó ít bông rồi. Đó. Nhà hàng xóm kế bên nhà mình chú Liễm mình. Cái nhà mà mình nói cái tivi trời mưa bị sét đánh hư các bạn. Nhà đó đó. Sáng chợ coi. Ba mình cũng xuống bụi gừa ông đặt kìa. Bụi gừa thường có cá bóng nhiều. Đầu lọc cá bóng thì có những các bạn thì thích đặt mồi ruột cá, đầu cá biển nữa. Rồi con mai con ở cho mình gọi là con mai da. Người đặt tắm với cám rồi nữa, nói chung nhiều lắm. Chứ mình thì đa số nào giờ mình với ba mình thích đặt cua hơn. Cái sông này hồi đó trồ cá biết bao nhiêu mà nói. Hồi đó ba mình với ba mình thôi, mình hồi xưa mình thích giăng lưới lắm. Giăng lưới kiểu mà giăng lưới ngang sông, rồi giăng lưới kiểu mà ấy cá về đó cho mẹ mình mới làm nước mắm á bạn. Hồi xưa đâu phải như bây giờ, hồi xưa làm nước mắm mà. Nhà mình ủ mấy lu làm nước mắm. Nước mắm mình ăn á. Sông này hồi đó thôi mình giăng lưới 8 ly 8 phân với 2 phân rưỡi bắt cá linh rồi này nọ, còn 8 phân là dính cá ép, cá mì dinh, cá cóc rồi nhiều lắm. Bây giờ hết rồi các bạn ơi, bây giờ do người ta xiệt này nọ rồi đó. Hết. Với lại ăn xong mình bây giờ sáng múc rồi đó.
rồi mỗi lần nước cạn là cạn queo luôn, không còn miếng nước luôn á. Thì cá nó lưu giữ lại nó ở kiểu mà ở, nó ở lại không có nhiều á, tại nước rút nó cạn là nó phải đi ra ngoài sông lớn hết. Chứ hồi xưa nhiều dữ lắm, với hồi xưa chỗ này thôi, nhà hồi xưa mình ba mình với ông bác của mình á là mấy đống trà nó hù ù tôm càng xanh nó thôi, mỗi lần mình dở trà thôi lặn xuống mẹ thôi luôn, gà với cái mí đăng mà trầu tôm càng xanh quá trời luôn. Còn giờ chỗ này thôi thua, tôm kiếm con tôm là thôi không có rồi. Cá bóng giờ chỗ mình á ít, bây giờ chỗ mình cá đồng để ít á, bây giờ cá đồng mắc dữ lắm, cá bóng ký trăm mấy. Rồi để cái gì cái lúc đi thăm thăm lợp rồi mình quay tiếp cho bạn xem nha. Mong là kiếm vài con cá bóng về chiều nay mai úp khu kho tiêu làm clip kho tiêu. Rồi tại bữa nay nhà mình cắt ổi á quá trời luôn rồi. Nên quên thăm hả bạn, nên quên thăm nữa, mình chắc nước nghi nước cạn quá. Trời đang mưa lâm râm nữa. Nhà mình sáng giờ ba mẹ mình với mình lo cắt ổi á nên quên luôn, giờ chắc nghi nước cạn queo quéo queo luôn rồi. Thử đi thăm có con nào không, ba mình không nói ra đâu ha. Thì ổng đang liền trước kìa. Trời đang mưa lâm râm nữa, mong là kiếm vài con chiều nay kho khô á. Sẵn quay mấy cái đạp cá bóng rồi kìa. Dạ chiều sớm nói trời mưa quay phim gì, trời mưa quay luôn, trời ơi trời mưa chạy xe ghê. Cốt bà mình chắc kêu nhậu à. Sao kìa đặng á, dễ á, lớn á. Rồi ba mình thăm cái đầu tiên luôn. Trời ơi cái lợp, cái lợp nước giật cặn queo luôn rồi. Ở nhà mình lo cắt ổi á nên quên nước cạn luôn. Có con nào không ba, nước cạn có dính không? Im ghe chứ nghe chiếc quất quá. Có không? Nước cạn sợ ra không ta? Nó nghĩ sợ nước cạn nó ra. Trời đang mưa lâm râm luôn. Kiếm vài con cá bóng là kho ăn được rồi. Cái đầu tiên chất quốc à. Đây cái thứ hai. Rồi nằm bờ luôn rồi. Cạn queo, cái lọc cạn queo rồi. Nhà mình bận quá, sáng giờ lo cắt ổi. Trời mới mưa chạy vô mới nhớ là nước cạn luôn rồi. Ờ hình có gì đó ba. Thôi coi. Đừng coi cá bóng à. Đây. Đừng coi cá bóng. Cá cho mình giờ cũng hiếm các bạn, cá bóng á, cá bóng với tép á, tép còn hiếm hơn cá bóng nữa. Rồi đừng con nè. Đen đen á. Trời ơi, đừng có con hai cái đừng con. Kệ, không biết video này có hay không cũng quăng lên cho bạn xem cho vui. Mùa đang mưa lâm râm. Cái này là mình quay, gọi là quay trực tiếp luôn, không cắt ghép luôn nha. À, cái thứ ba. Trời ơi, cái lão nằm trên bờ luôn. Con sợ nước nó cạn nó ra.
con nào bà? Nhưng thấy hình như có đó, nó đen đen á. Có. Cái này cũng dính nữa các bạn ơi. Bội thu. Cái này được 2 con. À, được 2 con. Quá đã. Cái này mình hình như là đặt 9 cái không ạ? Rồi 9 cái vậy, 1 cái 2 con, 1 con gì là kho rồi, kho chấm rau là ok rồi, là được rồi. 8 cái hả? Vậy con nhớ 9 cái. Đây là bến nhà mình, cái cầu ở nhà mình. Nó khu ra hái găm chỗ này nè. Cái lạp tốt trên bờ luôn. Chích quất nè, cái đó chích quất. Trời đang mưa lâm găm, chứ là nó không. Cái này mà đường này mà chạy bên tay trái chạy vô á, sông này á. Là mình vô xuống đi xuống Vĩnh Long Cần Thơ. Còn chạy ngược ra là ra ngoài cầu Mỹ Thuận. Nhà không sao đâu, bỏ đi ba. 4 cái chạy, 2 cái. Cái này bụi tre nha mình. Sáng giờ ba mình cũng lo cắt ổi, mình quên luôn, nước cạn luôn. Nó hụt luôn hả? Nước giật luôn. Cạn queo luôn. Con sợ nước cạn, con một số con nó ra. Cái nào ba? Cái này chất quất luôn à. Trời ơi. Chất quất luôn hả? Có. Như đó bà có đặng cái nữa. Có, còn thấy nó đen đen à. Quất à. Không ổn à. Không sợ nó cạn nó ra. Bỏ này luôn, bỏ xác cũng lại đường luôn. Rồi đi về gom luôn. Cho tiện. Trời mưa lâm râm, hai cha con đi thăm luôn. Cái này tại không, bữa nay tại cắt ổ chứ, nếu không cắt ổ là giống có thể nhớ đi thăm nước còn nước các bạn. Có thể nó dính. Mình sợ nước nó giật xuống, nước nó đứng lại là con cá ra. Ồ, cái này ba mình cũng đặt xa dưới ta. Cái lạp nó nằm ta. Cái lạp nó nằm kìa. Nước nó giật mất tiêu luôn, còn chơi chơi trụi luôn. Này kiếm chục con kho khô chắc hơi khó. Chứ quá luôn hả? Nó sợ nước nó đứng rồi nào nó ra. Ngực con chiều nước nó cho nó lội ra. Thôi nó dài ai bỏ đó. Là cái lọt gắn đó hả? Chỗ này có cái nữa. Giờ xa mình thấy nằm kìa, nằm dưới dạ cầu. Cái này hết rồi bà. Cái này hết rồi bạn ơi. Chắc được 3-4 con cá bóng à. Có, cái này có nè. Không thấy có à. Cái này được 2 con. 2 con nãy, 2 con với 1 con, 5 con.
Phải kệ, 5 con gom lại, mai đặt thêm chút nữa. Kiếm kho khô, kho khô không đủ à. Nên bọng lớn ghê luôn. Người đặt theo vườn trước nhà mình nè, trước đường á. Kệ nó, có không có nhiều ít thì mình cũng đang nuôi déo này cho bạn xem cho đỡ buồn nha. Xe chạy ra không? Thắt thu trầm trọng. À, để về tới nhà mình đổ cá bóng ra quay tiếp cho bạn xem. À, ba mình cũng đang đổ cá bóng ra các bạn. Nó 5-6 con gì à? Con sợ nước nó cạn rồi, nó đậu đứng nước nó ra, bò ra, nó lội ra. Đó, ra là ra con nè. Chứ lại chỗ mình giờ cá cũng hiếm lắm. Cá bóng tép rồi hiếm. Ít. Nhưng mà cái này nhớ hãy nhớ nước rồi, nước còn vừa đứng rồi đi thăm rồi vừa ngon. Trời đang mưa lâm râm. Được 5-6 con à. Bà già là đâu kệ đó, ít đang cho vui nè. Mấy cái ổi này mà ba mẹ mới cắt vô nè, không vô vỏ khoảng 60 kg. Đó, chút nữa tao vô tao lấy. Sao đẹp ha, nhìn ổi cắt cái này giống như chà bá mà. Ổi nữ hoàng. Để làm sao cái cá bóng á. Sợ nước nó đứng nó lội ra. Giờ người ta đăng rồi hết rồi, thấy đăng với 12 cái ngục luôn nữa. Hết hả bà? 5 cầu phải không? Đây hai cái nữa nè. Cái này Trung Quốc. Như có 5 con bà ơi. 3 cái, chạy 3 cái. 5 con hôm qua được 9 con, hôm nay 5 con. Đây, kết quả thành quả hai cho con. Quay cho bạn xem cho vui thôi nha. Chứ cái này chắc cái này kho không đủ được kho à. Không đủ nhét kẻ găng ngốt phu nữa. Cái mấy cái vỏ cua này nè. Giờ bữa đó mình gửi, hôm qua gửi mà dọn mua á. Vẫn còn. Hôm nay gì ba mình đi đặt thêm nữa. Kiếm thêm nữa kho rồi cá kho. Cá bóng nè, được 5 con à. Đây, mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Này video này đăng cho bạn xem cho vui. Cuộc sống dạng như đời thật của gia đình mình vậy thôi. 5 con. Rồi, chào các bạn nha.